chào các bạn quay lại Sakito Godroom. Trong Sakito Godroom 2021 này sẽ có một sự kiện tiếp theo, đó chính là Flower Power, sứ mệnh bông hoa. Nhưng mà mình đã mở khóa về Giangela và Famiton rồi. Rồi. Mình sẽ phải thay đổi nhân vật, đó sẽ là Princess Angela, nhưng mà nhân vật về 2021 thôi. Bắt đầu thôi. Thank you.
vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tập dịch ở đây. Nếu nào mình đã kể cỡ của mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Bye bye.